Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức, một ngày mới bình yên. Đây là chương trình Mỗi Ngày Một Mẫu Chuyện Thiền. Hôm nay con kính kể đến quý vị một mẫu chuyện với tựa đề là Ô Sào Thiền Sư. Cố gắng lắng nghe và chúng ta coi thử có bài học nào có thể rút ra để ứng dụng trong đời sống tu hành của mình ít nhất là trong một ngày không nhé. Bây giờ sẵn sàng lắng nghe nha. Mẫu chuyện được kể là có một người tên là Bạch Cư Dị, là một đại thi hào cũng như là một vị đại thần ở trong triều đình nọ của thời Trung Hoa ngày xưa. Nhưng mà ông có một cái đặc tính là không có thích mấy những người mà ông nghĩ là bi quan yếm thế mới nghĩ đến cái chuyện tu hành cho riêng mình, cho nên vào trong rừng sâu nước thẳm. Và giống như là cái vị thiền sư lỗi lạc thời đó là ngài Ô Sào. Ô Sào tức là một cái tố quả trên ngọn cây, có nghĩa là ngài từ lúc sinh ra đã kỳ quặc rồi, không có ở nhà trên mặt đất mà là một cái tổ chim nho nhỏ ở giữa cái trên một cái ngọn cây đung đưa lắc lư như vậy. Cảm thấy rất là tò mò và hiếu kỳ, một ngày nọ trong một cái kiểu rất là sang trọng đi ngang qua và ngước lên một cách chế giễu nhìn vị thiền sư Ô Sào và Bạch Cư Dị hỏi. Ngài nghĩ sao làm loài người đã phải ở trên mặt đất cái nhà kia mà nó còn không có chắc thật, huống hồ gì là một cái tổ chim trên ngọn cây. Tôi không hiểu được suy nghĩ của ngài. Bạch Đại Quang, Ô Sào thiền sư nhìn xuống. Đúng rồi, cái ngọn cây này là lắc lư thật đấy, nhưng mà nó chắc hơn là cái kiệu của ông ngồi. Ngài nói sao? Cái kiệu của tôi ngồi ngài thấy đó, đủ rộng, đủ chắc và nhiều hơn một người để bảo vệ và khiêng nó. Tại sao ngài dám so sánh rằng cái chỗ ngồi của ngài là vững hơn cái chỗ ngồi của tôi? Này Đại Quang, ông có phải là một người nổi tiếng danh dự trong đất nước này không? Là một người quan lớn. Nếu được lòng dân thì mất lòng vua, mà được lòng vua thì mất lòng quan lại. Cái cuộc sống của ông và những người thân thương, gia đình quyến thuộc phụ thuộc vào cái vui buồn của một vị đế vương. Và cái lòng ganh tị, hơn thua, phán xét của người đời. Một cái ghế mà được xây dựng nên cái miệng lưỡi của thế gian lúc nào cũng phán xét. Ông nghĩ cái kiệu của ông vững chãi hơn cái cây này của tôi được bao lâu? Có vẻ thấm thía những lời dạy sâu sắc ấy, bắt đầu cúi đầu và lắng nghe. Vậy Bạch Thiền Sư, thế nào là đại ý của Phật Pháp? Những lời dạy thiết yếu nhất xin ngài cho tôi cốt lõi để về được tu tập. Một câu hỏi quá đơn giản. Vị Thiền Sư đáp: hãy lắng nghe này, Đại Quang. Đừng làm các việc ác, làm các việc thiện và giữ cho tâm ý thanh tịnh. Đó là lời của chư Phật ba đời dạy. Ôi, một vị thiền sư trên ngọn cây có gì đâu, tưởng cái gì cao siêu. Những lời ngài vừa nói, đứa bé lên ba cũng biết. Kha kha kha, này vị Đại Quang, đứa bé lên ba cũng biết, nhưng mà ông già 80 làm chưa xong đấy. Câu chuyện kết thúc ở đó. Vậy thế nào là đừng làm các việc ác, bỏ các việc ác? Như là một cái căn vườn, cái khu vườn của mình, ở trong đó có cỏ và hoa. Những cái loại cỏ mà mọc rồi tượng trưng cho những cái việc ác. Việc ác nó bao gồm ba cái loại: suy nghĩ ác, ngôn ngữ ác và hành động ác. Những cái thứ nào mà nó mình đã làm và đang làm là những cái thứ mà cỏ đã có trong khu vườn. Đừng làm ác tức là bỏ những cái thứ mình đã và đang làm, những cái thứ đã và đang nói, những cái thứ đã và đang suy nghĩ. Thường xuyên suy nghĩ lặp đi lặp lại, thường xuyên nói đi nói lại, thường xuyên làm đi làm lại cái việc ác đó như là một thói quen. Bỏ những cái việc ác, nhổ những cái cỏ đã làm, đã trồng ấy. Cái thứ hai là đừng có trồng thêm cỏ vào nữa, đừng có nói thêm, đừng có làm thêm và đừng có suy nghĩ thêm những cái điều ác. Thế nào là làm hết những việc thiện? Thiện nó giống như hoa trong khu vườn tâm của chúng ta vậy. Những cái việc thiện nào, những cái đóa hoa nào ta đã trồng và đang trồng, hãy tưới tẩm và làm lớn lên nó. Tức là làm cho những việc thiện đã làm lớn lên. Những việc thiện chưa làm, những hành động thiện chưa làm, những ngôn ngữ thiện chưa nói, những cái suy nghĩ thiện chưa có tác ý, thì mình nên tác ý, mình nên nói và mình nên làm. Và thế nào là thanh tịnh tâm ý?
Thanh tịnh tâm ý là cái ý nghĩa cao sâu nhất của giáo lý Phật Đà. Bởi vì bỏ ác người ta cũng có thể làm ở ngoài kia, làm thiện người ta cũng có thể làm ở ngoài kia, nhưng cái đỉnh điểm của Phật giáo người ta phải học ở trong lời dạy của Đức Thế Tôn, đó là cái tâm của anh phải hoàn toàn vượt lên trên cái thiện ác. Cái đó gọi là thanh tịnh tâm ý. Ác là đọa xuống ba cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thiện là làm người Atula, chư thiên. Nếu còn ở trong cái thiện ác đó thì còn qua lại ba đường sáu cõi lên xuống. Như vậy nó làm cho con người mình tầm luân sinh tử từ vô số kiếp đến nay. Việc của Đức Thế Tôn ra đời là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, là giải thoát cái vô minh của chúng sinh ở trong cái sinh tử luân hồi, như là cái giấc mộng đó, và bước ra khỏi cái giấc mộng gọi là tỉnh dậy, được gọi là tỉnh thức. Và đó là cái thông điệp được gọi là Buddha, chính là Phật, hay chính là Phật giáo, hay gọi được là Phật tử. Vậy thế nào là thanh tịnh tâm ý? Thanh tịnh tâm ý đích thực là khi nhổ cỏ, là khi bỏ việc ác, mà không có một con người là cái tôi đang cố gắng thực hiện hành động bỏ cái ác đó. Bởi vì nếu mình có một cái tôi bỏ cái ác, mình thấy những cái không tôi ngoài kia không bỏ cái ác giống mình, cái tâm mình khinh thường, ngạo mạn xuất hiện, thì đó là một loại cỏ khác. Làm không? Làm sao mà nhổ cái cỏ này, đừng để cỏ khác xuất hiện. Đó mới thực sự là ứng dụng cái thanh tịnh tâm ý trong việc nhổ cỏ ác. Thế nào là làm việc thiện với ứng dụng cái tâm thanh tịnh vào? Làm việc thiện mà không thấy một cái tôi, cá nhân hay tập thể cố tình thực hiện việc thiện đó. Và những con người nào không làm giống như mình thì đó là những người chưa thiện. Nếu làm để mà thấy có một cái tôi, cá nhân hay tập thể làm thì đó chưa đích thực là việc thiện cao nhất của nhà Phật dạy. Nó vẫn thiện, nó vẫn tốt, nhưng cái đích thực mình hướng đến là cái tốt tối thượng, tức là vượt lên trên cái thiện ác, tức là không có hành động, không có cái người cố tình làm việc thiện để cho những người khác thấy, mà làm một cái hành động thiện đơn thuần. Chẳng hạn như ta ngồi một mình thì vẫn ngồi thẳng lưng được, vẫn hít thở, vẫn yên bình, vẫn có niềm vui, vẫn trang trọng với chính mình như là đang tiếp một vị khách quý. Còn khi tiếp một vị khách quý, ta cũng không có phải vì họ nhiều hơn ta hay đem hay mang đến cho ta một cái giá trị gì mà ta phải tỏ vẻ cúi đầu lắng nghe để cung kính họ, với một cái tôi nhỏ bé của mình cung kính một cái tôi to lớn ngoài kia. Như vậy thiện đích thực là không có thiện với con người này hay không người kia, chỗ này hay chỗ kia, một mình hay với nhiều người. Thiện đích thực là vượt lên trên thiện ác, tức là lúc đó mình không còn một cái tâm phân biệt lớn nhỏ hay dở cao thấp đúng sai phải trái. Tâm mình đã bình đẳng, mọi thứ là xả niệm thanh tịnh địa, thành ra cái tâm mình nó ở cái trạng thái trung đạo. Đó là cái giáo lý cao thượng nhất mà Đức Thế Tôn đã đạt được, cho nên ngày giải thoát ngày không dính chỗ này, không mắc cái chỗ kia. Với như vậy á thì được gọi là cái mức độ thiện cao nhất. Cái ba mức độ thiện: một là không biết thiện ác cho nên cứ làm ác, cho nên đọa một hoài giữa cõi thấp. Hai là dính vào cái thiện, tức là ta là cái thiện, ta phải làm thiện, và những người không làm giống như ta là ác. Cố chấp vào cái thiện là vô tình mình tạo ra một cái ác. Bởi vì trên đời này người ta cự cãi hơn thua với nhau không phải bởi vì người ta nghĩ ta ác đâu. Ta hơn thua, ta cự cãi, ta chiến tranh bởi vì ta nghĩ ta thiện. Chế độ thiện, cộng đồng thiện, tư tưởng thiện, hay lời nói ngôn ngữ của mình nghĩ mình thiện, tất cả lời người của chúng ta đang cố gắng trở nên thiện. Chính cái cố gắng trở nên thiện mà ta đồng hóa mình vào cái thiện là của mình, thì đó không phải là cái thiện đích thực. Đó là cái tôi nó mặc cái áo thiện để mong mỏi những cái không tôi ngoài khác nhìn vô cái thiện đó để cái tôi của nó được công nhận lên. Thì vô tình cái thiện mà mình đồng hóa vào đó, nó là một cái ác, được cái mang tên một cách ngụy trang đẹp đẽ hơn mà thôi. Và cái thiện đích thực nó không có phải kháng cự và chống đối và tạo ra một cái nghịch lý nhị nguyên đối đãi là ác với thiện. Cái thiện đích thực là vượt lên trên nó. Như vậy ở đây á, mình vượt lên trên mọi cái nhị nguyên của hai bên thiện ác, thì cái hành động của mình, cái suy nghĩ và cái lời nói của mình á, nó không ở trong một cái phạm vi nhất định nào hết. Mà mình ngồi một mình hít thở thì cái hơi thở của mình nó cũng là thiện. Mình bước chân nó cũng là thiện. Mình ngồi ăn mà mình không làm cái cũng là thiện. Và mình đi làm từ thiện, và mình đi giúp việc thiện, và mình tu ba la mật bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định mà mình không thấy mình tu vô tu chứng vô chứng, đó đích thực là thanh tịnh tâm ý. Như vậy cái khu vườn của mình nhổ cỏ cũng chính là trồng hoa, mà trồng hoa thì hết không gian thì cỏ nó không mọc. Vì vậy khi mà mình làm một việc thiện là đích thực ở trong đó mình cũng đã bỏ việc ác và mình thanh tịnh tâm ý. Một trong ba mà ba trong một. Mình làm đến cái mức độ cao nhất là tự thân mình không còn cái tôi làm, chính là ở cái trạng thái vô ngã.
Đó là những cái bài học chúng ta có thể ứng dụng trong cái đời sống tu học của mình. Con kính xin chia sẻ đến đại chúng. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.